Ngày 12 tháng 5 năm 2023, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Mai Việt Mỹ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Mai Việt Mỹ luôn phát huy tốt vai trò, sức mạnh của tập thể, khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết của mọi cá nhân luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của công đoàn cấp trên và các chương trình kế hoạch của công ty dưới nhiều hình thức. Công tác giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, chủ động phối hợp với ban giám đốc công ty đề ra nhiều phương án tham gia xây dựng kế hoạch phát triển ngành mai, thống nhất chỉ tiêu và tiêu chí thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành mai, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động ngành mai, phát huy quyền, quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động. Đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, công đoàn cơ sở công ty cổ phần mai Việt Mỹ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động trong công ty, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, tại đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu tham dự đại hội công đoàn cấp trên.